Vâng, hôm nay Hiếu chấp treo giải 5 triệu. Bên nào thắng thì sẽ nhận 5 triệu về tại trung tâm đình làng. Chúng ta kéo hết mình, hôm nay thi đấu hết mình. Hôm nay lễ hội kéo cò Thôn Vĩnh Chấp đang được quảng bá di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia, đang được tổ chức tại tượng đài Nguyễn Văn Cừ, thành phố Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Và đặc biệt lễ hội kéo cò đang trao giải nhất trị giá 10 triệu đồng. Tuyển thủ bên nào kéo được sẽ về tại trung tâm văn hóa Thôn Vĩnh Chấp để nhận giải. Xin mời các tuyển thủ hai đội chúng ta kéo hết mình trong ngày hôm nay để quảng bá lễ hội chúng ta được lan tỏa và trường tồn. Xin mời các đồng chí làm nhiệm vụ công tác tổ chức cũng là chuẩn bị để đến giờ, và đặc biệt là các anh các quý khán giả chúng ta cũng ở bên ngoài mình vui để cho các tuyển thủ được vào sới bắt đầu. Chúng ta đang được chuẩn bị. Xin mời các tuyển thủ chúng ta cũng ngồi đúng vị trí bên đông bên tây. Và hiện nay chúng ta đang nhìn thấy các tuyển thủ của bên đông, quần trắng, đầu đai đỏ và lưng đai xanh. Các tuyển thủ bên tây, quần trắng, đai đỏ, đầu đai xanh và 70 trang.